Đố kỵ là một loại rượu độc. Nó không chỉ khiến con người trở nên nhỏ nhen, mà còn khiến người ta mất đi suy nghĩ sáng suốt, mù quáng, không phân biệt phải, trái, đúng, sai, mà rơi xuống vực thẳm. Cổ nhân thường nói, mệnh lý hữu thì chung tư hữu, mệnh lý vô thì mạc cường cầu. Tức là trong mệnh có thì cuối cùng sẽ có, trong mệnh không có thì chớ cưỡng cầu. Khi thấy người khác được một điều gì đó mà bản thân không có, đừng bởi vậy mà bất bình, tức giận. Một người mang tâm đố kỵ quá mạnh, dù có biểu hiện xa hay không, thì lúc nào cũng đều khiến bản thân sống trong sự bất mãn, thậm chí còn ác ý, phỉ báng, làm tổn hại người khác. Kết quả cuối cùng hại người, hại mình. Trong lịch sử không thiếu những câu chuyện như vậy. Chỉ vì tâm đố kỵ, Thân Công Báo đã đoạn đứt nguồn cội tiên gia của mình như thế nào? Trong Phong Thần Diễn Nghĩa, Thân Công Báo là sư đệ của Khương Tử Nha, cùng nhau bái Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sư phụ. Khi Thân Công Báo biết Khương Tử Nha được sư phụ tin tưởng giao cho sứ mệnh xuống núi phò Chu Diệt Thương và Phong Thần, ông đã vô cùng ghen tức, tật đố. Thân Công Báo hỏi Khương Tử Nha, ông muốn bảo vệ vua nào? Khương Tử Nha đáp, ta bảo vệ võ vương của nhà Chu, Diệt Trụ Vương, chính là ứng với sự thay đổi của thiên tượng. Võ vương đức độ sánh ngang vua Nghiêu, vua Thuấn, thiện tâm hợp với ý trời. Trụ vương vô đạo, hơn nữa thành thang vẫn số ảm đạm, truyền một đời là đã tận. Thân Công Báo nói, ta hôm nay lại muốn bảo vệ thành thang, phò Trụ Vương. Ông muốn phò Chu, ta và ông sẽ đối đầu. Khương Tử Nha nghiêm mặt nói, ông nói gì vậy? Đây là lệnh của sư tôn, sao ông dám làm trái? Huống hồ không ai có thể chống lại thiên mệnh. Thân Công Báo tức giận đáp, Khương Tử Nha, ông muốn bảo vệ nhà Chu, ông có bản lĩnh gì chứ? Đạo hạnh của ông cùng lắm mới chỉ 40 năm, sao dám so sánh với ta? Đầu của ta một khi bị cắt rồi, ném lên không trung một cái lại tự hồi phục như cũ. Ông có tài cán gì mà đòi phò Chu Diệt Trụ chứ? Khương Tử Nha không thèm trả lời, Thân Công Báo oán hận mà đi. Từ đó về sau, Thân Công Báo một mực đối nghịch với Khương Tử Nha, điều động Tam Sơn Ngũ Nhạc tiên thân nhiều lần hãm hại Khương Tử Nha. Có một lần, Nguyên Thủy Thiên Tôn lệnh cho các được sĩ khăn vàng nhốt Thân Công Báo dưới vách núi Kỳ Lân. Thân Công Báo cầu xin và phát lời thề, đệ tử nếu dám kích động các tiên nhân ngăn cản Khương Tử Nha lần nữa, nguyện đem thân mình lấp hố Bắc Hải. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy mới tha cho Thân Công Báo. Nhưng sau lần ấy, Thân Công Báo vẫn không tỉnh ngộ, tiếp tục châm ngòi ly gián, còn bảo Thông Thiên Giáo Chủ triển khai vạn tiên trận, tạo khó khăn to lớn cho việc võ vương phạt Trụ. Thân Công Báo trợ Trụ vi ngược, tội ác chồng chất. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã dùng Tam Bảo Như Ý đánh bại Thân Công Báo, sau đó giết con hổ mà ông ta cưỡi. Thiên Tôn còn nói với Thân Công Báo rằng, ngươi đã thề rằng nếu còn tiếp tục phá hoại việc làm của Khương Tử Nha, ngươi sẽ lấp hố biển Bắc Hải. Đến lúc ngươi thực hiện lời thề của mình rồi. Thiên Tôn nói, rồi lệnh cho các lực sĩ khăn vàng dùng bồ đoàn chụm lên người Thân Công Báo, rồi dùng nó để lấp hố biển Bắc Hải. Đó cũng là nơi mà Thân Công Báo kết thúc cuộc đời mình. Bởi vậy mới có thơ rằng, cười xiển giáo Thân Công Báo, muốn bảo vệ thành thang diệt võ vương. Hôm nay ai ngờ thân nhét biển, không biết mặt trời mấy tang thương. Bản Phong Thần còn có một nội hàm khác. Thân Công Báo là một nhân vật rất đặc thù. Nhiều vị thần tiên trong Phong Thần Diễn Nghĩa đã mất cơ duyên thành tiên vì nghe lời ông ta. Nhưng sở dĩ Thân Công Báo có thể cài bẫy mấy vị kia là vì có hai nguyên nhân sau. Một là
ông ta có miệng lưỡi ăn nói, hay là ông ta có chút tiểu năng tiểu thuật, nếu không thì không thể lừa gạt người khác. Vả lại ông ta còn mang danh đệ tử chính quy của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Có một điểm là những việc Khương Tử Nha làm không phải là chuyện của riêng ông, mà đại diện cho đại sự phong thần của ba tôn giáo. Ngoài miệng, Thân Công Báo tuyên bố ông ta không đối phó với cá nhân Khương Tử Nha. Tuy nhiên, ông ta lại can nhiễu Khương Tử Nha làm chính sự và hoàn thành nhiệm vụ. Bằng cách này, Thân Công Báo đã dám thách thức sư phụ của mình và cả ba tôn giáo. Ngoài cái tôi mạnh mẽ, kèm theo bản tính cực kỳ ích kỷ và tự coi mình là trung tâm, Thân Công Báo còn sở hữu năng lực dụ dỗ và lừa gạt người khác. Thế nhưng tại sao Cung Ngọc Hư lại cho phép ông ta làm xăng, làm bậy mà không quản? Kỳ thực, ở hồi thứ 72 trong Phong Thần Diễn Nghĩa có viết, Thân Công Báo từng bị Cung Ngọc Hư bắt về một lần. Khi đó Thân Công Báo gần như đã hại chết Khương Tử Nha, nhưng Cung Ngọc Hư xử phạt ông ta xem ra rất nương tay. Sau khi Thân Công Báo thề thốt, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã thả ông ra. Nhưng Thân Công Báo không rút kinh nghiệm từ bài học giáo huấn, căn bản là ông ta chẳng xem lòng tự bi của sư phụ và lời thề của chính mình ra gì. Trong sách Phong Thần Diễn Nghĩa có nêu ra gợi ý về việc thả Thân Công Báo như sau. Thực tế chính là lợi dụng ông ta để sàng lọc những người không thể tu thành tiên. Suy cho cùng, không một ai muốn để Thân Công Báo xen vào khuấy nhiễu. Nhưng vì ông ta tự chọn tự làm, nên sư phụ của ông bèn tương kế tự kế. Thực ra, các vị sư phụ của ba tôn giáo đã cảnh báo chúng đồ đệ từ trước. Người nào tin nghe đi theo Thân Công Báo thì tự nhiên sẽ đối diện với kết cục bất thành. Bất kể là bị ông ta lừa lọc bằng hoa ngôn xảo ngữ, hay bị dụ dỗ bằng tình hư ý giả, hay là trúng kế khích tướng của ông ta, thì đều được tính là bị dẫn động. Người nào bị dẫn động chính là tự mình không đủ tiêu chuẩn làm thần tiên trong đại sự phong thần. Không đủ tiêu chuẩn chính là cắt đứt tiền đồ tương lai, không được làm thần tiên nữa. Về điểm này, tu luyện trong quá khứ rất khắc khe, không chút hàm hồ. Đương nhiên, việc xấu mà tự Thân Công Báo muốn làm, cho nên vừa phá xong trận vạn tiên thì ông ta cũng không còn tác dụng gì nữa. Lời thề cần phải đoái hiện. Cuối cùng ông ta đã thực sự bị ném vào mắt biển Bắc Hải. Thân Công Báo vốn là tiên gia, chỉ vì tự tư và ích kỷ đã đoạn đứt nguồn cội của mình. Hơn nữa ông ta còn hủy hoại một lô người. Vai diễn này quả là đố kỵ, mê hoặc dân chúng, thực sự không đáng chút nào. Những chuyện hại người hại mình này thực sự không đáng để làm. Chiếu theo tình lý mà nói, Khương Tử Nha hoàn thành tốt chuyện đại sự của sư môn, Thân Công Báo thân là đồng môn cũng được hưởng lợi. Giả như Khương Tử Nha thực sự làm không được, thì Thân Công Báo có thể giúp ông ấy hoàn thành các việc. Cơ gì cứ phải thị phi tranh luận cao thấp, chẳng màng đến người khác. Xét cho cùng cũng chỉ là tự thấy bất công. Đường chính hay đường tà đôi khi chỉ cách nhau bởi một niệm. Người có tâm tật đố và tâm tranh đấu, nếu không chú ý thì sẽ đóng vai Thân Công Báo, hại người hại mình. Người càng tự cho mình có bản sự thì càng phải cẩn thận. Điều quan trọng nhất là phải biết nhận ra, tu bỏ và cải chính bản thân mình. Nếu cứ cố chấp làm theo ý mình thì ngày càng đi xa. Làm mà không tốt thực sự sẽ đi theo con đường của Thân Công Báo. Lỡ như lần này bị ném vào mắt biển Bắc Hải thì tuyệt đối sẽ không còn cơ hội lên bảng phong thần nữa. Trong giai đoạn lịch sử đặc thù hôm nay, người nào đóng vai Thân Công Báo chính là đang dấn thân vào bước đường cùng hết sức đáng sợ. Đại văn hào của nước Pháp là Victor Hugo từng nói một câu như thế này: người có tâm đố kỵ đều rất đáng buồn. Kinh điển nhà Phật cũng có câu: bi ai lớn nhất của đời người là ganh tị. Tâm đố kỵ quá lớn mạnh dễ khiến người ta phát cuồng và có những hành động thiếu lý trí, kết cục đẩy bản thân xuống vực thẳm, hại người hại mình, thật đáng buồn thay.